Đề nghị bộ chính trị kỷ luật cựu bí thư Bắc Ninh liên quan vụ AIC. Hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị điểm danh vì có liên quan tới những vi phạm trong vụ án AIC. Trong đó, cựu bí thư Nguyễn Nhân Chiến bị đề nghị kỷ luật. Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa phát đi thông cáo kỳ thứ 36 diễn ra trong các ngày 24 và 25 tháng 1 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc tập thể đảng này đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý thực hiện một số dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các công ty trong hệ sinh thái aic thực hiện nhiều tổ chức đảng đảng viên đã bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền Tài sản của nhà nước gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo cơ quan kiểm tra của đảng. Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định trách nhiệm của những vi phạm thuộc về ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Những cá nhân có trách nhiệm liên quan gồm các ông bà Nguyễn Nhân Chiến, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn hương giang phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ngô văn liên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy ngoài ra những nhân sự được xác định có trách nhiệm còn có các ông nguyễn tiến nhường nguyễn hữu thành nguyễn lương thành nguyễn văn phong nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn hạnh trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn đức bưởi nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo nguyễn việt hùng giám đốc sở xây Dự dựng tô thị mai hoa giám đốc sở y tế Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trịnh Khôi, Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trần Đăng Truyền, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vũ Trí Kiên, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh. Trần Văn Tuynh, Nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến những vi phạm trên, còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010 tới 2015, 2015 tới 2020, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Trần Văn Tuyên. Hình thức cảnh cáo áp dụng cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015 đảng ủy sở tài chính, đảng ủy sở giáo dục và đào tạo, đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, đảng ủy sở kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ 2010-2015, đảng ủy sở thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị bắc ninh nhiệm kỳ 2010-2015, những cá nhân bị kỷ luật bằng hình thức tương đương gồm ngô văn liên, nguyễn văn phong, nguyễn đức bưởi, trần đăng truyền, vũ trí kiên, nguyễn văn hiếu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Sở Xây dựng, Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Những lãnh đạo, cựu lãnh đạo bị kỷ luật khiển trách gồm các ông bà Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Việt Hùng, Tô Thị Mai Hoa, Nguyễn Đình Xuân, Trịnh Hữu Hùng, Trịnh Khôi. Ngoài ra, cơ quan kiểm tra của Đảng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010, 2015, 2015, 2020 và các ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Lương Thành và Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.